các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để theo dõi những tin tức mới nhất mỗi ngày. Ái nữ đại gia Minh Nhựa sinh quý tử đầu lòng sau 7 tháng kết hôn. Vợ chồng John Phạm, con gái đại gia Minh Nhựa, đã hé lộ những hình ảnh đầu tiên của em bé nhà mình. Chỉ hơn 7 tháng sau đám cưới xa hoa hoành tráng, vợ chồng John Phạm, Ricky nhà Minh Nhựa đã đón em bé đầu lòng. Thông tin được đôi vợ chồng trẻ đăng tải trên trang cá nhân cách đây không lâu. Vậy là John đã chính thức lên chức mẹ ở tuổi 21, còn Minh Nhựa thành ông ngoại ở tuổi 37. Được biết đến, em bé nhà John Phạm, Tâm Nguyễn là con trai, có tên ở nhà là Tít. Trước đó, khi được hỏi chuyện có công khai hình ảnh cũng như tên thật của con trai hay không, John Phạm nhiều lần trả lời cư dân mạng rằng để suy nghĩ. Về phần mình, ông bố trẻ Tâm Nguyễn cũng đăng tải bàn tay cả gia đình nắm lấy nhau trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái. Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé. Vợ chồng John Phạm, Tâm Nguyễn chính thức về chung một nhà vào đầu tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó đến nay, ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa thường xuyên bày tỏ mong muốn sẽ sinh thật nhiều con vì cả hai vợ chồng đều thích như vậy. Ngoài ra, cặp đôi cũng chụp rất nhiều bộ ảnh chờ đợi ngày con trai ra đời. Không khó để nhận thấy trong quá trình mang thai, John Phạm trông rất xinh xắn, rạng rỡ. Chúc mừng cả nhà nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.